Đây là một khung cảnh đoạn tắt đường thì nó khá là phức tạp, và các bạn thấy là chúng ta vẫn đang giữ ổn định khoảng mức trên 60fps, là khoảng tầm 67fps. Chúng ta thấy là nó khá là ổn, và các bạn hoàn toàn có thể chơi được các game AAA này. Nếu các bạn muốn lượng FPS cao hơn, các bạn có thể giảm cái setting xuống một chút, khoảng tầm medium hoặc là high, thay vì để ultra như mình. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và trước Tết, trong Tết thì đúng hơn, mình có một cái video về cái bộ máy phổ biến nhất của Steam trong năm 2022. Và thực sự là nó khá là chán, tại vì thời điểm đấy chúng ta vẫn có mức giá cả nó không phải là tốt cho lắm. Và mình lựa chọn thì mình lựa chọn theo cái bảng tổng hợp của Steam, chứ mình không lựa chọn theo những cái mà tốt nhất hiện tại lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ đã khác, và bây giờ là tháng 3 năm 2023. Thì mình lại thăm lại cái website đấy của Steam, và mình đã nhận ra là cái cấu hình được sử dụng đa số của Steam bây giờ ấy, nó lại khác khá là nhiều với thời điểm Tết, tức là khoảng tầm 3 tháng trước đây. Cái điểm lớn nhất đó chính là cả màn hình, nhưng mà đầu tiên chúng ta đi qua những cái phần linh kiện khác đã. Và cái mức giá mình thấy nó khá là bất ngờ, nó chỉ khoảng tầm là hơn 22 triệu một chút thôi. Tức là mức giá mà các bạn hoàn toàn là mình thấy bây giờ là các bạn mua máy tầm đá đấy khá là nhiều. Nên là mình cấu hình này mình nghĩ là một cấu hình khá là đáng để các bạn tham khảo. Phần đầu tiên, đến với cả CPU, chúng ta có 74% lượng người dùng Steam dùng CPU của Intel. Mặc dù là trên mạng bây giờ nhưng rất nhiều người bảo là AMD thị phần lớn, thị phần các thứ ABCXZ, nhưng mà một phần là thị phần AMD hiện tại bây giờ chỉ tốt với các CPU thế hệ đời mới thôi. Còn hiện tại mình nghĩ là vẫn rất nhiều những cái máy đang dùng những CPU như là 6.4, 7.4, 8.4. Bản thân mình cũng đang dùng 8.4. Mình nên là các bạn có thấy là cái phần tỷ lệ phần trăm các bạn mà dùng cái CPU Intel nó vẫn đang vượt trội với 74%. Và kết hợp với hai cái dữ liệu nữa, đó chính là cái tỷ lệ các bạn dùng CPU 6 nhân và có xung từ 2.9 đến 4 GHz, nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng tầm 24%, mình nhớ không nhầm là 24%. Thì tổng hợp lại, chúng ta có một con CPU, đó chính là Intel Core i5-12400F, và đây là một con CPU hiện tại mình có hàng, và nó đáp ứng đầy đủ ba cái tiêu chí, đó chính là 6 nhân, xung từ 2.4 đến 4, và nó là CPU của Intel. Thì hiện tại Hoàng có một cái video về con 12400F này, các bạn có thể xem ở cái phần bên trên này nhá. Thì Hoàng cũng phân tích là tại sao 12400F nếu các bạn chơi game thì nó lại đáng hơn là 13400F khá là nhiều. Thì chúng ta lựa chọn bản F tại vì với cái mức giá này các bạn không nên, nếu mà các bạn chơi game các bạn không nên mua bản thường. Các bạn mua i7, i9 các bạn mua bản thường cũng được, có card on. Nhưng mà các bạn mua bản giá thấp này, các bạn cái phần 7-800 nghìn cho phần card on ấy, thì các bạn có thể để dành mua tản nhiệt. Và mình có lựa chọn cái tản nhiệt ở đây, đó chính là chiếc ID Cooling SE34ARGB. Tí nữa cho mình lắp con này vào sau. Đầu tiên vẫn là CPU đã. Và thứ hai là mainboard để cắm vào. Thì rất tiếc là trên Steam ý, họ không cho chúng ta một cái gì đấy nó chuẩn chỉ về mainboard cả. Thì mình cứ lấy những cái gì mà chúng mình đã và đang khuyến cáo các bạn mua, đó chính là các bạn đừng mua B760. Nó rất là ngáo giá. Nếu còn B660 thì cứ mua B660 thôi. Và con này là con khoảng tầm 3.5 triệu, đó chính là ASUS TOF B660M Plus D4. Đây mình lựa chọn khoảng không wifi cho giá nó rẻ hơn một chút, khoảng tầm là 3.5 triệu. Và con này thì đây là một con mình đánh giá rất là ngon cho thời điểm hiện tại, tại vì các bạn phải bỏ ra cái mức giá gần 5 triệu cho một cái bản tương đương của B760, nó chẳng khác gì cả. Nếu mà còn hàng B660 cứ dùng B660 đi, đừng lên B760 làm gì cả, nó chỉ làm các bạn phí tiền hơn thôi, chẳng làm gì đâu. Thì sau đây là phiên bản wifi, chúng mình sẽ không có cái phần cục wifi để các bạn có thể bắt sóng wifi được cả. Nhưng mà gaming mà, gaming thôi, bỏ wifi đi. Gaming chúng ta chỉ dùng là có dây thôi. Còn wifi nó vẫn có sự delay, mặc dù các bạn cả dùng mạng 5 hay là mạng 6 thì nó vẫn thế thôi. Và đây chúng ta có một con main, mình 3.5 triệu, mình thấy giá con này là khá là ngon. Các bạn không nên mua main hát nhé, main hát thì các bạn sẽ có cắt giảm khá là nhiều những tính năng so với main B. Các bạn mua các bạn quán net thì ok, game hát được, main hát được, tại vì chi phí đầu tư rẻ rất là nhiều. Nhưng mà các bạn mua dùng cho bản thân thì hãy mua bên B, đủ lên B hoặc Z. Thì CPU chúng ta không có chơi được mà, nên là mình sẽ mua là phiên bản B, là chiếc TOF. Và sau cái 1007 đó, chúng ta có 4 khe RAM, chúng ta có 2 khe SSD, rất thoải mái. Type-C các thứ đầy đủ. Và ASUS cũng hiểu người dùng ấy, khi mà họ cắt chỉ còn 4 cổng SATA thôi, đỡ phải dùng đến 6 cổng. Và đây chúng ta sẽ có RAM. Thì trên Steam cũng thế thôi, thì rất đông đảo các bạn vẫn đang dùng là 16GB RAM. Tại vì bây giờ các hệ thống bây giờ trên thị trường ấy, thực sự nó chỉ có là RAM 4 là nhiều, và các hệ CPU cũ từ 6.000 từ khoảng tầm 8.000 nó cũng dùng RAM 4 đến bây giờ. Nên là RAM 5 mặc dù mới ra và những cái giá thành nó cũng đã hợp lý hơn khá là nhiều rồi, nhưng mà RAM 4 hiện tại vẫn là phổ biến nhất trên Steam. Nên là ở đây mình lựa chọn là một kit do mình có 4 khe RAM, nên là 16GB nó sẽ là 2.8. Nếu các bạn là kiểu có 12 khe thì các bạn có thể lựa chọn là một khe 16 rồi nâng cấp cũng được. Nhưng bây giờ đối với mình 16GB là mức cơ bản cho những bộ máy gaming.
Còn nếu mà đến khoảng tầm 32 GB thì là hơi thừa và giá nó vẫn hơi cao, đầu tư nó vẫn chưa hợp lý cho lắm. Đây, chúng ta theo Steam thôi. Steam hiện tại người dùng vẫn là RAM DDR4 là max ping rồi, là nhiều nhất. Rồi, nó có 2 thanh RAM, chúng ta có đầy đủ các thứ ở đây rồi. Chung quy chúng ta sẽ có một con CPU là Intel Core i5 12400F. Chúng ta có 16GB RAM và 1TB660 TUF của Asus. Và như mình nói phần đầu ấy, thì cái phần giá 700.000 ấy, các bạn đừng có, nếu các bạn mua i5 700.000 các bạn chơi game, các bạn đừng có mua các bạn 12400 thường làm gì cả. Hãy mua cho mình một con tản nhiệt. Ở đây thì chúng mình làm quá nhiều combo rồi, hôm nay mình tìm một con ID Cooling. Đó chính là chiếc ID Cooling SE234ARGB. Và ID Cooling nếu các bạn dùng từ trước đến nay, các bạn biết một đặc điểm, nó rất là mát. Nhưng mà cái phần điểm yếu đó là độ ổn nó sẽ hơi cao so với các hãng khác, tại vì họ tăng tốc quạt lên khá là nhiều. Và con tản này thì mình thấy hoành tráng ấy nhỉ. Đây là con tản sẽ dùng quạt là 12cm. Đây chúng ta sẽ có tản có đi kèm một quạt 12. Và tất cả quạt này nó lại ngược cái này. Ủa, hãng họ đóng ngược con quạt này. Có phải đây là mình nhận được một cái sản phẩm hãng họ đóng bị ngược quạt. Thì mình sẽ mở ra và mình cài lại. Các bạn nhìn đấy, bốn cái sau này thì có nghĩa là quạt nó đang thổi về hướng này, nó hút gió ra. Mà hút gió ra thì các bạn sẽ không nên, trừ khi các bạn dùng hai quạt thôi. Còn dùng một quạt các bạn cứ đẩy gió vào, tại vì hút gió ra mà các bạn không có một cái phần buồng kín thì phần hút gió ra nó sẽ bị kém nhiều đấy. Phần ngàm sắt này là một cái mà bền thì bền thật, nhưng mà nó hơi khó chịu khi mà gọi là lắp qua lắp lại. Thì mình sẽ lắp quạt vào sau. Đây là một chiếc tản, chúng ta sẽ có là bốn ống đồng bên trong. Và mình nhìn đây thì bên dưới họ làm nói chung là nó cũng bình thường thôi, không đến mức là mượt lắm đâu, nó khá là bình thường. Và với cái tầm giá này thì mình thấy ID Cooling có rất là tốt. Và thứ hai, nó là một đèn, nó có đèn LED RGB nên là chả có lý do thì chúng ta không lựa chọn con tản này cả. Khi mà các bạn đã quá chán ngấy với những cái sản phẩm của Zonbo thì ID Cooling là một cái sản phẩm mà các bạn nên ngó qua. Tại vì hiệu năng ID Cooling dù gì cũng là một thương hiệu rất là lâu đời, và các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những chiếc tản của ID Cooling cũng như Deepcool. Các bạn thừa tiền có thể mua nắp tua. Lắp thì khá là dễ thôi. Chúng mà lắp được con tản tầm giá phổ thông thì mọi thứ nó khá là nhanh gọn. Bản thân những chiếc Core i5 ngày trước thì mình nghĩ hoàn toàn các bạn có thể dùng một tản stock, nhưng mà hiện tại Core i5 bây giờ chúng ta có đến 6x12 luồng, tức là nó ngang khoảng tầm Core i7 ngày trước. Nên là các bạn dù gì thì các bạn bỏ ra mấy trăm nghìn, 300 nghìn được, 400 nghìn được, các bạn mua cho mình một con tản nhiệt đi. Nó sẽ mát hơn, nó sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều so với các bạn dùng con tản stock mà dùng nhìn nó có màu đen đấy, nhưng mà dùng với lâu về tản nóng lắm. Về cơ bản các bạn lắp bình thường ấy thì các bạn cũng không cần quá mức chú trọng đến cái việc mà các bạn phải lấy một cái thẻ Visa hay thẻ ngân hàng để các bạn cài cái lớp trên đâu. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn gọi là bị nhiệt thủ, các bạn kiểu quá quan tâm đến vấn đề nhiệt năng các thứ này nọ kia thì các bạn mới dùng thôi. Còn bình thường cứ một cái hạt chấm chấm ở giữa là đủ rồi. Chúng ta sẽ lắp con tản vào đây và theo cái hướng này đi. Rồi đây, bây giờ mình lắp lại cái quạt. Như lúc nãy mình bảo các bạn là quạt nó bị lắp ngược ấy, thì bây giờ mình sẽ lắp lại vào đây. Hơi lạ, thì cô Linh cho chúng ta đến tận ba cái, chắc họ cho một cái để đề phòng trong trường hợp nó bị hỏng hóc. Mà cái này không hỏng ở đâu, chỉ có mất thôi. Rồi chúng ta sẽ có một cổng fan, thì cắm hỏng CPU fan đây thôi. Và hai cổng RGB, rất may là con bên này chúng ta có nhiều cổng RGB. Chúng ta có 3 cổng digital RGB luôn. Vì thế mình bảo các bạn hãy hạn chế mua main hat, tại main hat họ cắt giảm rất là nhiều thứ, cắt giảm RGB, cắt giảm nhiều này, cắt giảm khe RAM này, cắt giảm mấy thứ nữa. Đây, ở đây thì do là mình đã có hai khe ARGB trên này rồi, mình sẽ không cần dùng cổng chia của ID Cooling nữa, mình sẽ cắm trực tiếp vào đây luôn. Rồi, đấy, xong cái phần chính. Và cái phần ổ cứng thì nó khá là nhằng. Ví dụ dung lượng bây giờ thì nó rơi khoảng tầm 500GB dung lượng mà các bạn dùng nhiều nhất. Không, khoảng tầm 1T. Nhưng mà họ chỉ ghi là dung lượng ổ cứng thôi, không ghi là SSD hay là HDD gì cả. Nhưng mà với cái kiểu thời đại game bây giờ ấy, game muốn rất là nặng, thì anh em mà mua một con HDD để chứa game sẽ không hợp lý cho lắm. Tại vì HDD thì nó sẽ load game lâu, cực kỳ lâu luôn. Và thứ hai đó chính là bây giờ giá SSD tầm 1T, nhưng con mình có trên tay nó khoảng tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một chút thôi. Nó khá là hợp lý, nó chả phải gì anh em phải mua một con HDD làm gì cả, cổ lỗ quá rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp ở dưới này cũng được, hai dưới trên đều như nhau. Mình lắp ở dưới cho nó nhanh, còn mình, các bạn nếu mà thích lắp thì lắp ở trên này đây. Đấy, mình quên mất là chúng ta không lắp SSD vào sớm, mà bây giờ lắp ra thì nó sẽ hơi lằng ngoằng.
Và như mình cũng bảo đấy, các bạn phải lắp ở dưới thì cho các bạn gọi là gì nhỉ, các bạn lắp ở dưới thì khi mà tháo ăn lắp vào nó dễ hơn. Còn mình lắp ở trên này thì chẳng may các bạn ví dụ các bạn muốn bị hỏng SSD hoặc là bị thay SSD chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải tháo cả cái tản nhiệt ra thì nó sẽ khá là đích kích. Còn nó hoạt động bình thường thì chẳng sao cả. Rồi, chúng ta đang 3 phần chính, main, CPU, RAM. Và trước khi chúng ta lắp bất cứ một cái gì khác thì mình để ở đây, chọn vỏ cây. Thì vỏ cây thì chúng ta rất tiếc các bạn không thể nào có được info vỏ cây khi mà các bạn dùng phần Steam Survey cả. Mà mình lựa chọn một con vỏ chung mà tầm này, tầm 23 triệu thì các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn những vỏ khoảng tầm hơn 1 triệu, tầm 1,5 triệu. Thì các bạn sẽ có những cái gọi là nó thép chứ các thứ, nó dày, nó thoải mái hơn. Và chúng mình thì giảm cũng khá nhiều Zonbo, nhưng mà mình cũng thôi bỏ qua Zonbo trong đầu đi, cho mình làm cái mới. Và có một cái thương hiệu mà nó khá lâu ở Việt Nam rồi, nó khoảng tầm được khoảng tầm 6-7 năm, đó chính là Sama. Thì hôm nay chúng mình sẽ có một con vỏ cây, con vỏ này có giá là 1,059,000. Và nếu mà các bạn thích những cái vỏ mà nó màu mè hơn các thứ thì hoàn toàn thoải mái. Còn đây mình chỉ lựa chọn một con vỏ gọi là giá nó không phải đắt quá, và thứ hai nó chỉ là lắp vừa các linh kiện bên trong này, và thực ra là còn thừa cơ, và thừa cho nó thoáng. Tại vì nhiều bạn ấy thì bây giờ lắp cây các bạn lại không quan tâm đến vỏ cây cho lắm, nhưng mà đến cái tầm mà các bạn mua những cái đồ nó ngon ngon một tí thì mình nghĩ các bạn cần quan tâm đến vỏ cây, tại vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nhiệt độ, mà nhiệt độ là kẻ thù của phần cứng. Nó chỉ cần ở mức vừa phải thôi, các bạn đừng luôn vỏ bé quá, nó lên 70-80 độ thì nó cũng nóng quá, nhưng mà các bạn mua cái vỏ mà to quá nó chả làm gì, vừa vừa là được rồi. Đây chúng ta sẽ có một con Sama 7708, thì mình nhìn thấy ban đầu thì nó khá là hẹp. Phần này thì các bạn gắn cả khoảng tầm 2 quạt thì nó ok, còn 3 quạt thì mình nghĩ là sẽ hơi bị chật một tí, và mình không nhớ là mình đã chọn cả 3 quạt hay 2 quạt. Ôi, kính bây giờ Sama làm rất là dày nhá, dày hơn ngày trước rất nhiều. Con vỏ này thì chứa được đồ ATX thoải mái, và mình nhìn thấy chất lượng vỏ bây giờ thì nó dày hơn khá là nhiều. Và bên trong, nói chung là nó dày hơn mấy con vỏ ngày trước, mình sờ vào những con vỏ tầm 1 triệu ngày trước của Sama thì nó khá là mỏng. Nhưng bây giờ mình sờ thì nó dày hơn, chắc là vì giá vật liệu các thứ nó rẻ đi, thì bây giờ đồ là có thể làm dày hơn, hướng đến người tiêu dùng hơn so với cái việc đó. Ngày trước cắt các thứ, cắt giảm các thứ. Chúng ta được đi kèm là đến 3 con quạt RGB. Và 3 quạt này thì nó sẽ ở mức gọi là cho các bạn thêm một tí gió vào linh kiện. Chứ bây giờ bảo là nó mát hẳn thì nó không mát hẳn đâu, nhưng mà nó bạn thêm một tí gió và có còn hơn không. Với cái kích cỡ vỏ như này thì chúng ta có thể hoàn toàn chả có vấn đề gì cả. Các bạn nhìn này, mình lắp vào còn thường một đống ở phía trên này, các bạn hoàn toàn thể lắp tặng Union One vào trên này thoải mái. Đây là một cái kích cỡ vỏ khá là lớn, và họ cắt giảm cái phần chiều ngang để có thể tăng thêm phần chiều dọc của chúng ta. Chiều dọc thì các bạn sẽ gắn được tản Union One các thứ. Ngoài ra, ngoài cái con Sama này thì chúng mình còn có rất nhiều các vỏ cây khoảng tầm 1 triệu nữa ở Hacom. Các bạn hoàn toàn có thể lên website chúng mình và các bạn xem rất là nhiều các vỏ khác nhau. Các bạn thích vỏ kiểu gì, có phải lấy vỏ to, vỏ nhỏ, có hết. Và nguồn chúng ta cũng không thể nào mà Steam Survey họ không có chúng ta nguồn đâu. Nhưng mà với con cạc mình lựa chọn, tí nữa mình sẽ nói cạc mình lựa chọn là cạc gì, thì chúng ta dùng một con nguồn là 650W. Con này khoảng tầm 1,5 triệu. Và tại sao mình chọn con này? Tại vì nó có 80 Plus Bron, có chữ R ở đây. Đây là cái chữ chuẩn chỉnh được xác nhận bởi 80 Plus. Các bạn có chọn con nguồn nào nó có cái chữ này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng của nó, mà các bạn không quan tâm đến một cái gì khác cả. Và thứ hai đó chính là bây giờ nếu chúng ta mặc dù con nguồn này, thì khi các bạn nếu mà sau này có ý định nâng cấp lên những chiếc như là 4070T trở lên thì con nguồn này nó sẽ không đáp ứng được, tại vì nó sẽ chỉ các bạn phải dùng adapter đi kèm, tức là cái bộ chuyển nguồn từ đầu 8 pin sang đầu 12 pin ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà các bạn muốn mua cả tầm đấy thì các bạn nên mua những con nguồn tầm 1000W của Cooler Master. Nó là nguồn của Gen 3, nó sẽ có một cái đồng nguồn đầu 12 pin cho các bạn. Còn những nguồn này sẽ phục vụ cho các bạn nếu các bạn nâng cấp đến cả 4070, và mình nghĩ là tương lai đấy cũng khá là xa. Nhưng mà điểm hơi buồn đó chính là chúng ta sẽ không có module. Nhưng mà bù lại thì toàn bộ dây chúng ta là màu đen và là dây dẹt, nên là các bạn sẽ khá là dễ dàng trong cái việc đi dây. Và mình thích dây kiểu này hơn cái dây mà bọc dù rất là nhiều. Tại vì các hãng ấy, khi mà họ bọc dù dây thì họ bọc thực sự ấy, nó gọi là nó bị cứng ấy, rất là cứng và đi khổ. Nên là mình vẫn thích những cái con nguồn mà đi dây nó dẹt này hơn. Và 10 điểm nếu mà nó module, và không module thì nó chỉ tầm 7-8 điểm thôi. Chúng ta sẽ tống con nguồn này vào phía dưới. Và do chúng ta làm một con vỏ, chúng ta có rất ít dây, nên là phần đa số phần đồ còn dây còn thừa thì nhét vào dưới. Rồi, lựa dây nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một dây 24 pin cho mainboard. Rồi, 24 pin vào main.
chúng ta cần một dây 8 pin. 8 cộng 4 là 12 pin dành cho CPU. Đây, CPU họ cho chúng ta là 8 cộng 8 gắn liền. Bản thân các bạn dùng con CPU này thì các bạn cũng chả dùng gì hết đến 12 pin đâu. Nhưng mà cắm thì cắm nó đủ thôi cũng được. Còn bình thường các bạn cắm một đầu 8 là cũng thừa rồi. Tại vì CPU thì thực ra nó ăn điện không nhiều. Rồi, cắm đủ 12 pin rồi. Và cái việc lựa chọn nguồn ấy thì theo mình và các bạn nhá, hãy chọn những cái thương hiệu nó lâu đời một chút. Nếu mà các bạn muốn những bộ máy nó vui khỏe có ích, những thương hiệu nhỏ thì phù hợp với bộ máy giá rẻ thôi. Và tầm các bạn mua hai mấy triệu này thì các bạn hãy lưu tâm đến những cái hãng lớn. Xin chào men, họ đi kèm dây sinh men chúng ta luôn, cắm thẳng vào đây. Đây là một con men, đấy các bạn thấy sướng chưa? Men TWF của Asus các bạn bỏ 3 triệu rưỡi là các bạn có đến 3 cổng DRGB. Mình cắm nãy giờ rồi, chưa phải dùng một cổng chia nào cả. Rất là thoải mái. Hơi buồn đó chính là cái phần cổng, các cổng power switch ấy. Họ không vẫn không gọi là cộp lại cho chúng ta. Như các cây NZXT có cấp kiểu để gộp cho chúng ta, cây này thì không. Và con cây này chúng ta sẽ có đến là 3 cổng USB, cho nó 1 cổng 3.0 và 2 cổng 2.0 mặt trước. Các bạn cắm khá là thoải mái. 2 cổng là ít, 3 cổng là vừa vừa, 4 cổng là nhiều. Đây, đằng sau thì các bạn thấy không, dây thừa rất nhiều. Đây mình chỉ cần cắm đúng một cái nữa là cái dây này để cấp đèn LED thôi, và cấp nguồn cho quạt. Còn lại, chúng ta chả cần cái gì cả, thừa nhiều lắm. Bản thân dây nguồn quạt Sama họ đi sẵn rồi, nên đây là một cái mình thấy rất là thích. Chúng ta không phải đi cắm các thứ lằng nhằng nữa. Và cả nó chỉ cần một dây nguồn thôi. Và đến cái phần mà quan trọng nhất các bạn hãy nghĩ tới của một con bộ máy gaming, đó chính là về phần cảm màn hình. Về phần cảm màn hình thì Steam ấy, thì nếu vào cái thời điểm khoảng tầm Tết ấy, mình xem thì cái cảm dùng nhiều nhất đó chính là 1650. Và mình khuyên các bạn từng mua con đấy, tại vì nó rất là lởm và nó chả gọi là chả có điều gì nổi bật ngoài cái việc nó vừa yếu vừa đắt. Hiện tại bây giờ thì lại khác, có đến khoảng tầm 10% những chiếc card đang dùng của Steam đó chính là RTX 3060. Nhưng mà có điểm khá là gọi là nó bị lệch ý, đó chính là VRAM dù nhiều nhất thì lại là 8GB chứ không phải là 12GB trên chiếc 3060 này. Thì cái câu trả lời của mình theo mình tìm hiểu thì đó chính là mặc dù 3060 là một chiếc card phổ biến nhất trên Steam, nhưng lượng VRAM các bạn dùng là phần 8GB ý. Các 3060 đến 12GB, nhưng VRAM phổ biến 8GB nó nằm ở hai mẫu card được sử dụng nhiều tiếp theo, đó chính là 2060 và 3060 Ti chỉ có 8GB VRAM thôi. Nhưng mà chiếc 3060 được dùng nhiều nhất nó là 12GB VRAM, và mặc dù là dùng 10% cơ, nhưng mà tổng 2060 và 3060 Ti nó lên khoảng tầm 12-13%, nên là những cái chiếc VRAM 6GB vẫn đang là phổ biến, VRAM 8GB là phổ biến nhất trên Steam, nhưng mà card phổ biến nhất lại là chiếc 3060. Và 12GB VRAM hoàn toàn gọi là thoải mái cho các bạn chơi những cái tựa game bây giờ, các bạn chả phải lo gì cả. Và 3060 bây giờ giá nó khá là tốt so với việc mà ngày trước ấy các bạn phải bỏ ra khoảng tầm là 17-18 triệu cho một chiếc card này. Ở thời điểm đỉnh cao của coin, bây giờ chỉ khoảng tầm 8-9 triệu thôi. 8-9 triệu một con số gọi là rất là hợp lý. Và đây, chúng ta dùng quá nhiều Asus rồi, nên hôm nay chúng ta có main Asus thì mình sẽ dùng card Gigabyte. Phiên bản của mình hiện tại là phiên bản GeForce RTX WinForce phiên bản 3 quạt của Gigabyte. Chúng ta có một chiếc card rất là nhỏ gọn sau khi chúng ta xem quá nhiều video review của 4070, 4070 Ti các thứ, thì bây giờ mình trên tay mình cầm lại một con 3060 thì nó rất là đáng yêu. Và đó, một card nó chỉ có 2 slot thôi, rất là mỏng, một đầu 8 pin đơn giản và nó dài, nó có 3 quạt đủ cho các bạn chạy, nó khá là mát. Và đây là một phiên bản có xung, nói chung là nó cũng khá là ổn. Một đầu 8 pin thôi, rất là thoải mái và các bạn dùng nguồn kiểu gì cũng được. 650W là mình còn để cho các bạn là còn hơi nhiều đấy, với con này chỉ còn 550W là các bạn đủ rồi. 650W thì các bạn có thể hoàn toàn sau này nâng cấp lên những mẫu card cao hơn như là 3070Ti, 4070, rất là thoải mái. Rồi, tổng kết qua các bộ máy này với mức giá đầu tư khoảng tầm là 22 triệu đồng thì chúng ta sẽ có bộ máy mà theo mình tổng kết đây chính là cái bộ máy được sử dụng nhất ở Steam trong tháng 3 năm 2023 này. Thì điểm qua cấu hình chúng ta sẽ có một con CPU là i5-12400F, mình đã nói đầu video rồi. Chúng ta có một con RAM là 16GB, card RTX 3060, rất là ngon nhé. Con này ngon hơn nhiều so với việc mà con 1650 ở cái video trước. Và mainboard thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những main kể cả từ H610 hoặc là đến B760. Nhưng mà mình lựa chọn đây đó chính là chiếc B660 TOF của Asus. Thì đây là một chiếc main mình đánh giá nó, các bạn lắp nhé. Chúng ta có 4 khe RAM, tức là vẫn thừa 2 khe nữa để sau này các bạn muốn nâng lên 32GB nó thoải mái này. Chúng ta có đến 3 cổng RGB, nên là từ nãy đến giờ mình cắm RGB mình không phải dùng một cổng chia nào cả. Và thứ ba, các bạn nhìn cổng kết nối đằng sau này, chúng ta có đến là 7 cổng USB Type A và 1 cổng Type C. Nó là các bạn hoàn toàn cắm tất cả mọi thứ ở trên này được, rất là thoải mái.
và âm thanh 7.1, mạng LAN 2.5GB mà ở Việt Nam dùng 1GB thì nhiều, 2.5GB chả ai dùng đến đâu. Nhìn chung TUF B660 là một con main mà mình khuyên các bạn từ trước tới giờ ấy, mua con này rất là ngon, giá nó hợp lý hơn B760 rất là nhiều. Và chúng ta có mong tản là ID Cooling SA234, một tí nữa chúng ta sẽ cùng xem thử sức mạnh nó ra sao. Và con vỏ cây là Sama 3708, và con vỏ này các bạn thấy thì mình lắp một con cạp 3 quạt cỡ nhỏ như là chiếc GeForce RTX Gigabyte 3060 này, và vẫn thừa khá là nhiều, đi kèm 3 quạt RGB, thổi thêm gió mát vào, và tí nữa thì mình đóng kính lại mình thử xem nhiệt độ là bao nhiêu. Và con vỏ này thì mình thấy nó cũng khá là nhỏ gọn, mặc dù main thì chúng ta hơi buồn là chưa phải là main full ATX thôi, nhưng mà main MATX này với cái màu đen, tông màu đen thì nó cũng hòa mình khá là tốt vào bên trong. Và còn một cái nữa đó chính là màn hình. Thì màn hình mình tổng kết lại trên Steam ý, thì họ lại không có cái kích thước mà màn hình nó phổ biến, họ chỉ có độ phân giải thôi. Thì khoảng tầm hơn 60% các bạn đang dùng vẫn là Full HD. Và mình nghĩ là bây giờ những bạn đang dùng thì phần lớn nó chính là game thủ chơi CSGO và Dota, họ cần một cái màn hình có tần số quét cao và có cái độ phân giải chỉ là Full HD thôi, để tối ưu hóa cái sức mạnh của cạc trên cái màn hình đấy. Nên là thế thì mình cũng không thể nào mà gọi là bảo các bạn là mua con này mua con kia được. Nhưng mà hiện tại thì hôm qua bên HKC họ mới gửi cho mình một con màn hình, và mình nhận mình cũng không biết là của HKC cơ. Thì nó khoảng tầm 4 triệu, đó chính là con Antec đây 27H271, nó là một thương hiệu con của HKC, nó là 27 inch 180Hz và nó là Full HD. Nên là bây giờ mình sẽ cắm thử con màn hình này vào trong cái bộ máy phổ biến nhất Steam để nâng cái mức tổng của máy chúng ta là khoảng tầm 27-28 triệu, và xem thử xem là hiệu năng chơi game nó có xứng đáng số tiền chúng ta bỏ ra không, hay là phí tiền như là cái bộ ban đầu năm. Thì các bạn có thể thấy là cái bộ máy chúng ta nó sẽ khá là nhỏ gọn, và đèn đóm thì nó cũng ở mức bình thường. Các bạn sẽ có 3 đèn LED mặt trước, các bạn sẽ có cái tản nhiệt ở đây, có RAM đèn LED và card đèn LED mỗi thứ một tí. Nhưng mà sau khi lắp xong mình nhận ra một điều ấy, là mình quên mất là chúng ta có tồn tại một con, đó chính là con 3060 8GB, mà mình ở đầu video mình lại không hiểu tại sao là dùng nhiều nhất thì lại là 3060 VRAM mà lại là 8GB chứ không phải 12GB. Thì mình nhận ra là mình chợt nhớ ra là chúng ta có một con 3060 8GB, nhưng mà thôi mình đã lắp 12GB vào đây là một, là mình đã lắp 12GB vào đây rồi. Và thứ hai đó chính là con 3060 12GB, nó chỉ đắt hơn con 8GB nó có 500.000 đồng thôi, 500.000 đồng các bạn nhé. Và các bạn có thêm được là 30% VRAM, tức thêm 4GB VRAM, thì mình nghĩ là chả có lý do gì các bạn mua con 3060 8GB cả. Nên là nồi chúng ta lệch đi một tí, đây là con 3060 12GB. Và các bạn đừng mua 3060 8GB trước khi các bạn hết tiền, còn không thì 500.000 các bạn mua 3060 12GB cho mình. Rồi, bây giờ sau khi mình bật tất cả mọi thứ liên quan đến mã lốc PL1, PL2 và mình cắm ngay vào, đóng kính vào ấy, thì bây giờ chúng ta cùng vào trong desktop. Và chúng ta có hình ở đây, đó chính là Core i5-12400F 4 nhân, bay 2.5, 16GB RAM này, và card là 3060 12GB. Thì ở đây thì mình đã bật sẵn một tựa game, đó chính là Last of Us Part 1. Đây là một cái tựa game có thể là sát thủ VRAM bây giờ. Mình có cả Hogwarts Legacy ở đây nữa, chung là nhiều game lắm, nhưng mà mình bật thử ở chính là Last of Us Part 1 đi xem chúng ta như thế nào. Tại vì đây là một tựa game mới ra và nó cũng khá là sát thủ phần cứng, thì mình bật ở đây. Thì các bạn, mình sẽ chỉnh setting, các bạn thấy option mình đang đổ độ phân giải là Full HD. Thì đây là Full HD nhá. Và chúng ta sẽ có là mình đặt toàn bộ thiết lập ở cái mức Ultra toàn bộ nhá. Và mình có bật DLSS tại vì đây là một công nghệ làm rất tốt ở trên các cái thế hệ RTX 3000. Mình làm rất là tốt, là mình để display mình có thể DLSS. Họ giấu sẵn ở trong một cái gọi là cái resolution scaling này. Đấy, thì mình đang để là quality, tức là chất lượng hình rất là đẹp. Và chúng ta có được ăn, các bạn thấy không, 11.3GB VRAM trên 12GB VRAM. Nên là các bạn chơi con 3060 8GB, hoặc là các bạn chơi 3060 Ti thì các bạn thiếu VRAM sẽ bình thường. Nên là đây, một con 3060, một con 12GB VRAM cho mình nhá. Rồi, vào game thôi. Đấy, bây giờ đang ở trong phòng đầu tiên, khi mà chúng ta chọn con gái của ông chú rồi đang vừa mới ngủ dậy. Thì trong phòng khá là tối, mình đang đổi phân giải là Full HD, nên các bạn thấy khung hình chúng ta đang khoảng tầm là 80fps, rất là mượt. Và khi mà các bạn chơi những tựa game nó offline này thì mình khuyên các bạn nên bật DLSS nhé, để cho các bạn gọi là nhịp độ chậm nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh các bạn, mà trong khi đó các bạn sẽ đủ khung hình để vượt qua những cái mà giai đoạn hình ảnh khó khăn nhất. Đây, vào căn phòng với cũng không nhiều ánh sáng đâu, có một cái TV đang bật thôi. Đoạn này xong rồi chúng ta phải đi xuống dưới nhà thì phải. Đây, đi xuống dưới nhà. Và này chúng ta sẽ gặp, nếu mà trong phim thì em bé này da đen, ông bố da trắng, nhưng mà ở trong game thì em bé da trắng.
mong muốn ra thắng, ra trắng luôn. Trong game họ sẽ điều chỉnh thêm một chút. Mà điều chỉnh thì điều chỉnh thôi, tí nữa thì chúng ta cũng sẽ có một khung cảnh khá thân tâm mất. Tối thế nhỉ? Chúng ta đây đang ở đây, đây rồi, đang ở tà phòng này rồi. Rồi, ok. Đây, điện thoại. Nói chung không ở trong nhà, chúng ta có một cái lượng FPS nó khá là cao, khoảng tầm 80-100 FPS. Rất là cao nhé, và kể cả ra ngoài mình nghĩ nó cũng không tụt đi nhiều đâu. Hiện đang là ra ngoài. Ra ngoài nhá, mọi người thấy là hiện tại mình đang có khoảng mức 60 FPS là bật Ultra. Có bật DLSS ở đây chưa phải khung cảnh buổi sáng thôi, mình nghĩ là buổi sáng cùng lắm ấy, nó sẽ drop đến khoảng tầm là 55-50. Mình sẽ cùng lên đến đây xem nhỉ. Đây là một khung cảnh nó tắt đường thì nó khá là phức tạp, và các bạn thấy là chúng ta vẫn đang giữ ổn định khoảng mức trên 60 FPS là khoảng tầm 67 FPS, nên là chúng ta thấy là nó khá là ổn. Và các bạn hoàn toàn có thể chơi được các game AAA này. Nếu các bạn muốn lượng FPS cao hơn, các bạn có thể giảm cái setting xuống một chút, khoảng tầm medium hoặc là high, thay vì để ultra như mình. Thì ngoài cái tựa game Last of Us Part 1 này thì mình cũng thử nghiệm với khá là nhiều những cái tựa game khác, thì bỏ qua Liên Minh Huyền Thoại với Dota nhé, tại vì cái máy này quá mạnh cái đấy thôi. Thì mình có thử CSGO, chúng ta đạt khoảng tầm là trên 240 FPS, nên các bạn hoàn toàn có thể chơi CSGO mà các bạn không lo là bị gọi là thụt FPS về vấn đề thiếu FPS khi mà tần số quét nó cao ấy, thì các bạn hoàn toàn không lo là cái máy này có thể kham đến gần 300 FPS cơ. Và sau đó đến các tựa game offline thì rất là khả quan, kể cả Cyberpunk 2077 này, những tựa game như là Far Cry 6 thì mình để mức setting gọi là cao nhất, và nếu mà có DLSS thì bật. Thì chúng ta đều được FPS khoảng tầm từ 60 đến 100 là một cái mức rất là ổn định trên một cái hệ thống máy mà nó khoảng tầm 23 triệu như này. Thì tổng kết lại, và đầu tiên chúng ta có một cái cấu hình thì đã có sự dịch chuyển từ đầu năm, thì mình đã có một cái đó là một cái bộ máy đúng là bộ máy phổ biến nhất của Steam trong năm 2022. Thì cái vấn đề năm 2022 đó chính là cái vấn đề mà cạc tăng giá gọi là phi mã luôn, nên là người dùng họ không có nhu cầu, họ không thể có cơ hội để mua những con cạc tốt, họ phải dính những con như 1650 hoặc là 3050. Thì sức mạnh nó khá là yếu. Nhưng mà dịch chuyển năm 2023 khi mà cạc trâu được xả rất là nhiều, thì các bạn có thể thấy là sự dịch chuyển chúng ta CPU thì dịch chuyển không nhiều, RAM không nhiều, nhưng mà cạc màn hình dịch chuyển rất là nhiều từ bạn con 1650 phải sang con 3060 phiên bản 8GB, mình lắp 12GB. Sang phiên bản 8GB chúng ta có một, tại vì vấn đề thứ nhất là những cái gì cạc đã về với đúng giá trị thực của nó, và thứ hai đó chính là cái vấn đề mà cạc trâu xả rất là nhiều, và các game thủ chúng ta có cái cơ hội dễ dàng tiếp cận hơn với những con cạc với giá rất là rẻ. Nên bây giờ những mẫu cạc như 3060 Ti đang là mẫu cạc gần như là quốc dân rồi. Thì với tổng giá trị của máy này khoảng tầm 23,5 triệu, mà có màn thì nó khoảng tầm là 28-27 triệu gì đấy. Thì mình nghĩ đây là một cấu hình nó khá là tốt cho các bạn, và nó không bị tều như hồi đầu năm mình build. Thì bây giờ thì có vẻ như người dùng Steam đã trở nên thông minh hơn khi mà họ dùng những con cạc như 3060 và CPU i5 để chơi game. Các bạn nghĩ thế nào về cái bộ máy phổ biến nhất của Steam tháng 3 năm 2023 này? Cho mình biết trong phần mô tả video nhé.